con sức sản đi mà cho bắt mấy con tròn mới quay cha cho bắt mấy con tròn này cho gửi cho mấy chú này con tờ bao về bắt tôi bởi mà mấy con số ký rồi mà chưa chính xác chú kêu quay mà gửi qua cho vì số ký luôn xe đi khi nó hao hụt cho người ta biết bắt 4 con chú Tết thì chuyển đi hết mấy trăm con rồi bắt thêm 4 con này con quay con tròn nữa con này chắc cỡ 8 ký mấy luôn 8 mấy 9 ký rồi đi coi trời cho cho mấy chú bởi mà không căng rồi mấy chú thắc mắc hoài nó sao không căng bởi đâu căng rồi căng tới lui nó mệt rồi nó bắt căng nó ấy ôi trời ơi đi con cái dao để bỏ đi lui ra luôn chú không biết căn người ta có biết số ký gì vậy sống như người ta mình khỏe sinh đẻ sinh sản nhiều tốt nha sống đây cũng vậy sống người ta cũng vậy nha sản tốt hết chuyện tốt nha bây giờ để đi rất là nhiều mà không căng được thì mấy chú không căng mày quay cái căn thôi chú không phải không nè lấy quạt số ký con căn số ký kìa quay cái số ký bao nhiêu rồi cha để thôi quay lên tay cha ta buông ra rồi bao nhiêu vậy thôi mà con quay cái số ký bao nhiêu vậy gần 8 ký mấy 8 ký mấy rồi ghi vô sổ gần 7 ký rưỡi hơn á 7 ký 6 đâu vậy ta đâu cái gì vậy 7 ký 7 không 7 ký 7 còn vô vỏ vô đây khác bảy ký bảy một cho con khác nay bắt 4 con là lấy giấy tờ làm chưa kịp rồi mai bắt 10 con nữa giấy làm giấy không kịp trời trời con này giúp con con này có 7 ký luôn con cái này để 2 lứa con không vợ không lọt cái vợ trời ơi quay nhiều cái mắt con đưa cơ gian cho các bạn.
có 7 kg á. 6,5 kg, 7 kg. Để hai lứa. Dư con, dư sinh sản tốt nha. Ở đây cũng chạy nhà tao, nhà tao cũng vậy nha. Úi chạy quá. Mấy cái con nó không chịu được. Nó khôn nó chịu lại. Con bảy căn cho nó im 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 thế rồi 6,4 kg phải không? 6,4 kg được cho nó thấy cái máy là 6,4 kg cặp rồi. Hai con cái khác mai chị ơi, chuyển nó kịp lên, chuyển khỏi trước 4 con. Tết vô bên Cà Mau để bắt được 200 con rồi. Mai chuyển đi qua Bình Phước, lên Bình Phước. Cái ngồi ngoài Nghệ An nữa. Quá trời trời. Con này thì con này cũng trộn, con này mới bỏ giống, mới bỏ lọc, con này cũng cỡ 6,5 kg quá, 6,5 kg nữa mới bỏ lọc được 2 bữa. Ui cái con nó vô giờ không vừa. Đuôi sao tại nó đuôi nó quá dài nó vô không hết. Con này con sao có mấy 7 kg á, không dưới đâu. Rồi chuyển tròn đi 8,9 kg không đưa với 20 con, ăn cho Cà Mau bắt hết 15-16 con 6,7 kg không bắt thêm. Quá trời ơi. Cái tròn này cho nuôi hết 3 năm hết trơn được rồi nè. Gặp bên bên đô về cho lai dòng này dòng F2 rồi mà nuôi 3 năm mới được về, cũng mấy con bố đó 9 kg mấy á, 6,5 kg 9 kg mấy này không được này cái gì này rồi 7 kg 7,71 kg thấy không đi vào đây một con cuối cùng mai chuyển tiếp nha. 4 con chứ hồi nãy con kia là 6,6 kg hả? Dạ. Với 7 kg đu hai hả? Quên ghi giấy à? Chết rồi, đã quên ghi giấy.
cái con mới sơ tế là 6 kg, 6 cái mấy mày, 7 kg 1 mới gọt 7 kg 1 rồi mày. Con kia hình như là 6 kg 4 hay gì, 6 kg 4 là con cái, 6 kg 4 con cái mới gọt nó, con đực mới gọt 7 kg 1, con cái nãy 6 kg 4 phải không? Dạ. Yeah. Không biết, hồi coi clip lại coi. 7 kg 7, 7 kg 7, 7 kg 1, 6 kg 4. Đừng mà biết vô cho căn số tứ trở 2 con kia quên tứ. 7 kg 4 với 6 kg 4 chứ còn phải 7 kg mấy. Ủa 6 kg 5. Con này cũng đực quá đẹp. Ủa nó dài. Ủa cũng cương lắm. Ủa nó dài. Con này nó nhảy nhập, nó ngọc giỏi lắm. Quá trời thôn. Chờ con, lên trên. Con này cũng 7 kg nữa quá. Con ngồi. Nhớ nhắc cha. Con thôi cha đi ra tàu không có nhà. Lấy một mớ thuốc mà bán cho người ta trị bên chòm nữa. Con mới cầm máu điện quá lấy thuốc, còn sáng giờ chưa có. Chưa có thời gian làm nữa. Rồi chạy vô con. Giò tao phải cái chuối rồi táp trời. Thấy con 6 kg luôn, 6 kg rưỡi. Không. 6 kg rưỡi. 6 kg rưỡi rồi. Rồi được rồi, đấy. Rồi xong rồi đó, đây thôi. Cho xe chở đi. 6 kg rưỡi. Mày quay giùm cha lại cái này. Nãy số ký không rõ ràng đâu. Đó con quay lại cho trang số ký cho rõ ràng cái này đây. Nãy tính này như trên lệch luôn. Không có được chính xác. Chờ nó hết thở ra, 6 ký 7 7 kg 7 78 77 đi. Nó thở nó rút nhít. 7 kg 7. Rồi tới con này. Nó đực một cái này, để cho anh né bóng ra này. 6 kg 6 kg 4 đúng không? Dạ. 6 kg 4. Cặp cái con hai con này, 6 kg 4 phải không? Quên đấy, sao ghi sổ 6 kg 4 nè. Hồi nãy 7 kg 8, 7 kg mấy, 7 kg 8, 7 kg 7 phải không? Rồi đợi nãy quay mà không có chịu ghi vô, không có ghi sổ cái gì, mấy chú rồi kêu quay hoài mà mình đâu có thời gian đâu, mình là không có con nhà chứ đâu có quay đâu. Ở con nhà quay 20-30 con trước ngon lành luôn rồi. Bạn mắc số ký quá trời luôn, 6 kg rưỡi. Nay quay rồi đừng con rể cho mấy chú thấy, mấy chú biết. Không có nhà thì cha đâu biết đường cho quay. Chú Tết gửi đi mấy chục con mà không quay được hết trơn. Chứ nào giờ mắc cái máy trơn. Này mấy con 7 kg, 7 kg 1 phải không? 7 kg 1 trị vỏ, trị bao lưới 100 gram 7 kg. Rồi là 7 kg 1 phải không? 7 kg 1 rồi, mỗi vỏ trừ ra 100 gram hết. Mi con coi, tôi xe xứ chú lại chơi xe sắp tròn mà giao chú con. Quá trời, mấy chục ký. Tôi xe chú về chưa, lại chưa? Tôi nhặt quá. Có cái nặng kia. Xe lại chưa con? Cho hai bạn bây giờ tới chưa?
Nè, ăn đi. Chưa. Cái này bốn con này bạn có lấy tiền về chưa? Ta nói ủa chuyển tiền thì qua tới mà sao vậy? Về nhà tới. Ta chuyển cọc trước mà. Nè, ta mới chuyển qua. Rồi bốn con là 80 triệu. Chỉ đủ không nha về? 50 đó, của mấy đi rút 50 đó. Ủa rồi chỉ cứ 50 hả? Ừ. 18 triệu. Ê bà con thấy bán tròn không? Bốn tròn vừa căng xong. 80 triệu ta chuyển trước 50 triệu. Bà con nào kinh tế tròn người vô liên hệ mình nha. Đây là bên Cà Mau mới chuyển qua. Thì ở Bình Phước chứ. Ngày mai ở Cà Mau mới chuyển qua. Đây là ngày mai thì chú bên người mang 50, bên này 80 triệu Bình Phước. Mới chỉ số 50 triệu tiền cọc, 30 triệu ba chị chia tiếp. Chào bà con.